Chị ơi, chị có thể giới thiệu cho tất cả mọi người biết là tại làm sao mà anh chị lại mở một cơ sở rất nhiều bệnh nhân tâm thần như thế này, và những cái khó khăn khi mà các anh chị mở cơ sở này làm sao, thì chị chia sẻ với mọi người biết được không ạ? Cái quá trình là buôn các anh em tâm thần là có một cái nhân viên đến từ ông chồng của con, ông đi chạy xe, anh chạy xe á, ảnh thấy người ta đi lang thang, họ mới kêu ba dẫn về nuôi. Xong rồi là ảnh dẫn về nuôi, từ đó họ ổn định dần dần, mỗi ngày một tiếng mang ra. Rồi bắt đầu để làm nào con trở thành một cái trại, tưởng như nó đến với hai vợ chồng của con thôi. Và bây giờ hiện giờ số lượng của các em là bao nhiêu bệnh nhân ạ? Dạ là 150 người nha. Trong đấy thì bao nhiêu bệnh nhân nha? Dạ, cái bệnh nhân nặng thì trong phòng đó khoảng mấy người xích thì khoảng tầm con thấy thì ai cũng như ai hết, thích nó cũng thấy có nhiều thành phần ủng hộ con rất là mừng, cũng không biết được cái máy này làm gì hết. Còn thưa chị là khi mà sử dụng cái máy ấm mà đến 150 người tâm thần thì những cái hành vi của các em đối tượng không kiểm soát được, tức là rất là khó khăn. Vậy thì có thể chia sẻ với mọi người một số khó khăn khi mà anh chị giúp cái máy ấm này, và là cái lý do là nguyên nhân động lực nào giúp anh chị tiếp tục duy trì cái công việc? Dạ, thì trong cái quá trình là đi test anh em mình nha, cũng có gặp nhiều rất là khó khăn, nhưng mà cái gì cái tình yêu thương mà mình không có nghĩ một cái khó khăn gì hết, nên á thì cứ như vậy cứ mãi này đi từ nhất tới ngày hôm nay. Dạ. Máy ấm mình được bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng được gần 20 năm rồi, nhưng mà con cũng không nhớ mất là cái ngày nào, cứ mãi là cứ cái tình đó của mình là cứ thương yêu anh em, là họ ở với mình vậy thôi. Còn thưa chị là cái nguồn kinh tế chính để giúp cho các anh em có cơ hội từ đâu ra? Dạ thì từ những cái tấm lòng yêu thương của mọi người đến thôi. Đừng có hộ nào giúp thương yêu thương hàng mỗi người cá nhân không, cái tấm lòng của mỗi người cũng như cái tấm lòng của mỗi người để con cũng không có gì thêm, con chỉ có lời chân thành cảm ơn hội đã con thời gian qua đã ủng hộ và giúp những anh em bệnh nhân của trại có những cửa thêm và tốt hơn, và trong tình yêu thương của mọi người thì con xin chân thành cảm ơn. Chương trình Nhịp Cầu Bé Mồ Côi của chúng con, ngoài việc giúp đỡ các em cô nhi tại các máy ấm, thì chúng con hiện nay đang giúp rất là nhiều những đối tượng là những người khuyết tật tâm thần. Chúng con có hai cơ sở khuyết tật tâm thần, là một là khuyết tật tâm thần tại đây, hai là cơ sở khuyết tật tâm thần tại máy ấm Thanh Sinh. Bên cạnh đấy còn rất nhiều các anh chị em khuyết tật tại gia. Thì trong chương trình chúng con khoảng có trên 1.300 người là những người khuyết tật mà không có thể tự bản thân họ nuôi sống được, thì chúng con vẫn chia sẻ cách này cách khác hỗ trợ họ qua những bữa cơm. Và chúng con cũng rất mong quý vị tiếp tục đồng hành với chúng con trong chương trình Nhịp Cầu Bé Mồ Côi và Người Khuyết Tật, để cho chúng con có thể tiếp tục giúp đỡ, chia sẻ một phần cơm cho những người kém may mắn này, hoặc những người gặp những sự cố trong cuộc sống, để tiếp tục cho họ có cuộc sống tốt hơn, yêu thương họ nhiều hơn. Chúng con cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành với Hội Bác Ái Francisco trong suốt 18 năm vừa qua. Xin tiếp tục quảng đại yêu thương và tin tưởng Hội Bác Ái Francisco và đóng góp cho hội, để hội có thể tiếp tục mang tình yêu của quý vị đến với tất cả mọi mảnh đời bất hạnh tại Việt Nam. Mọi đóng góp của quý vị tại Hoa Kỳ xin vui lòng gửi ngân phiếu về cho Hội Bác Ái Francisco. Tại Việt Nam và các nước khác xin vui lòng liên lạc với chúng con là các cộng tác viên của hội qua số điện thoại 0906 83 23 54
Mọi đóng góp của quý vị sẽ được chúng con chuyển trực tiếp đến tất cả những người Nhật tại 32 chương trình của Hội đang giúp tại Việt Nam. Chúng con cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn chị Hà rất nhiều. Và kính chúc chị có nhiều sức khỏe, có nhiều ân nhân biết đến máy ấm để giúp cho máy ấm có thể tiếp tục duy trì. Chúc cho các bệnh nhân được mạnh khỏe, để cho những lúc mà nắng nóng, những cơn bệnh lên thì mình không quá vất vả để lo cho các anh em bệnh nhân như thế này. Xin Chúa chúc lành cho chị và cho tất cả mọi người. Chào chị tên gì? Dạ, con là Trần Thị Lan. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Con sinh năm 78, 43 tuổi. Nhà chị ở đâu ạ? Nhà con quê ở dưới Cát Tiên, Lâm Đồng. Chị vô đây lâu chưa? Con lên từ tối 14 tháng 2 đến hôm nay. Chị bị bệnh lâu chưa? Con bị bệnh là 10 năm rồi. Dạ. Rồi bố mẹ chồng con của chị như thế nào? Nhà con thì quen anh ấy là bên Lương. Thì bảo theo đạo mới cưới, nhưng mà chúng con quen ở dưới Sài Gòn làm. Thì chị đặt chầu xong rồi, khi con có một em bé thì má chồng con mất. Thì từ đó con về quê con sanh. Thì em thì anh lại đi quen người khác, thế là bỏ con từ hồi 25 tuổi đến giờ. Con gái con năm nay 16 tuổi rồi. Thế khi mà bỏ mình buồn quá, mình phát bệnh hay sao? Mình cũng từ buồn một phần, với hai là lo về kinh tế làm ăn. Con này làm giáo viên mầm non Hoa Cúc Trắng ở Sài Gòn. Còn có đến nhà thờ Thánh Tâm với Đức Mẹ, nhà Đức Mẹ Đồng Trinh ở dưới Sài Gòn. Con đi lễ ở dưới đấy. Sau mẹ chồng con mất rồi con sanh em bé, rồi con về quê con sanh. Bé con của chị có đến đây thăm chị bao giờ không? Bé chưa lên, còn vì con mới lên từ tối hôm 14 đến giờ. Ở đây một mình không ai đến thăm hết à? Không, gia đình con mới gửi chưa lên thăm. Dạ. Mình ở đây mình thấy như thế nào? Con ở đây con thấy thoải mái hơn bên ngoài. Nhưng mà mình bị nhốt như này mà mình vẫn thấy thoải mái à? Vâng, con thấy tư tưởng thoải mái, con cứ đọc kinh cầu nguyện. Bây giờ mình có ước mơ gì? Con ước mơ là con khỏi bệnh để con về mấy con gái của con, vì mồ côi cả bố con mẹ. Con gái chị tên gì chị nói cho con Lê Thị Thanh Tuyền. Con gái Lê Thị Tuyền. Bây giờ mẹ có muốn nói 9... gì với con gái không? Có, mẹ nhớ con nhiều và yêu con rất nhiều, mong con học giỏi mai kia làm nuôi mẹ. Bây giờ chị ước mơ gì? Con ước mơ cho con mạnh khỏe, mạnh dạn đi ra được lễ nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện, không quậy phá. Thế bình thường mình có quậy không? Tối mình ngủ có quậy không? Tối thì con không có quậy vì nằm đây có một mình thôi. Xin Chúa chúc lành và chữa lành cho chị ha, và ban nhiều ơn ban cho chị để chị vượt qua được những cái khó khăn thử thách này. Xin Chúa cất khỏi chị những cái sự dữ ha. Xin Chúa nâng đỡ chị trong những lúc khó khăn và luôn luôn cứu chữa chị ha, trong những cái lúc mà mình lên cơn đó ha. Xin Chúa chữa lành ha. Xin mẹ Maria Thánh Giuse chuyển cầu cho chị ha. Chúc chị nhé. Đi cha năng. Vâng, đấy là những cái lời chia sẻ của bệnh nhân tâm thần tại mái ấm tâm thần Gia Lai. Những cái đau khổ, những cái stress của các người thân trong gia đình thì đã làm cho bệnh nhân mình càng ngày càng nặng hơn. Và khi mà đưa vô đây thì mấy tháng nay thì người thân cũng gần như là bỏ bê, không quan tâm, không đến thăm nữa. Thì đó cũng là một trong những cái gánh nặng của mái ấm. Xin quý vị tiếp tục đồng hành với chúng con để cho chúng con có thể giúp mái ấm trong cái chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho mái ấm tâm thần tại Gia Lai này. Chúng con cảm ơn quý vị rất là nhiều.